An mến chào các bạn. Hôm nay An chia sẻ với các bạn món chè đậu ván. Đây là món ăn rất ngon và nấu vô cùng dễ dàng. Bạn nào thích đậu ván thì cùng An vào bếp nhé. Đây là bịch đậu ván An mua ở chợ châu Á. Một bịch là 250g. Đậu này vẫn còn vỏ, nhưng các bạn đừng lo lắng, An sẽ chỉ bạn cách nấu nha. Đầu tiên, mang đậu qua rửa sạch rồi cho vào nồi. Thêm 1/2 thìa cà phê muối nở. Muối nở các bạn còn hay gọi là baking soda nha. Cho nước ngập đậu. Bật bếp để lửa lớn. Khi nước sôi, hạ lửa nhỏ, nấu 15 phút. Sau 15 phút, đậu vẫn còn cứng. Tắt bếp, đậy vung lại, ủ đậu khoảng 1 tiếng hoặc đến khi nước nguội hẳn. Khi nước và đậu đã nguội hẳn, lúc này chỉ cần bóp nhẹ là vỏ tróc ra hết. Cách ăn đang làm là nấu nhanh, không cần ngâm đậu qua đêm. Các bạn ngâm đậu qua đêm rồi bóc vỏ cũng được nha. Khi bóc vỏ các bạn tách luôn mầm đậu bỏ đi, vì mầm đậu ăn bị đắng. Chỗ đậu này An làm sạch vỏ mất khoảng 15 phút. Bóp vỏ xong, cho nước vào đãi sạch hết vỏ và mầm đậu. Tiếp theo, cho đậu vào nồi mang đi hấp. Giản đậu đều ra, kiểm tra xem nếu hạt đậu nào còn sót mầm thì bỏ mầm đi. Để lửa trung bình, hấp 20 phút hoặc đến khi đậu chín mềm. Trong lúc hấp đậu, nấu nước cốt dừa để ăn cùng chè. Cho vào nồi một lon nước cốt dừa 400g. Thêm 200g nước lọc. 50g đường. 1g muối. 20g bột năng. Khuấy đều rồi cho lên bếp. Thêm một bó lá dứa. Để lửa trung bình, quậy liên tục đến khi nước cốt dừa sôi và đập lại. Vậy là xong nước cốt dừa. Sau 20 phút, kiểm tra nồi đậu, thử hạt đậu, thấy đậu đã chín mềm là được. Nếu chưa mềm cần hấp thêm 5 đến 10 phút nữa. Trường hợp ngâm đậu qua đêm thì thời gian hấp từ đậu sống đến khi chín mềm khoảng 40 đến 50 phút nha. Hấp đậu xong, bắc một nồi khác lên bếp. Cho vào nồi 200g đường nâu, 1g muối, thêm 800ml nước, thêm một bó lá dứa nhỏ vào, nấu nước đường sôi 5 phút để lấy mùi thơm của lá dứa. Không thích mùi lá dứa, các bạn có thể thay thế bằng chiết xuất vani nhé. Sau 5 phút vớt bỏ lá dứa. Pha 80g bột năng cùng 200g nước. Cho từ từ bột năng vào nồi nước đường và quậy đều tay. Để lửa trung bình nhỏ, nấu 5 phút cho bột năng chín kỹ. Cuối cùng thêm đậu ván đã hấp chín vào. Khuấy nhẹ nhàng theo một chiều để đậu không bị nát. Một lưu ý nhỏ, không quậy tùm lum, chè sẽ bị vữa. Như vậy là nồi chè đã hoàn thành, đơn giản quá ha. Nấu xong thì chia ra ly luôn. Sau chưa đầy 2 tiếng vào bếp, các bạn đã có ngay một nồi chè rất hấp dẫn. Công thức này nấu được khoảng 10 ly, vì vậy các bạn nấu ăn trong ngày là ngon nhất. Ăn không hết có thể bảo quản trong tủ lạnh từ 2 đến 3 ngày. Không nên để quá lâu, sẽ làm cho đậu bị cứng. Thêm nước cốt dừa rồi thưởng thức. Chè rất thơm mùi lá dứa, hạt đậu mềm bùi, đậu ngọt vừa ăn.
kết hợp với nước cốt dừa béo ngậy. Hy vọng các bạn sẽ thích. An chúc các bạn thành công. Đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục nhận được các công thức nấu ăn nhanh và ngon từ An nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.